thưa quý vị và các đồng chí những năm qua đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên chiến sĩ góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh đơn vị vững mạnh toàn diện Thời gian qua, để phòng chống đại dịch COVID-19, Thượng úy Trang Khò Trừ đồn biên phòng Apa Trải cùng đồng đội trong đơn vị đến từng hộ gia đình ở 7 bản trong xã để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cũng vì thế, nhận thức và hành động phòng chống dịch của bà con trên địa bàn xã Xín Thầu đã có chuyển biến tích cực. Được chỉ huy đơn vị tín nhiệm, Thượng úy Trang Khò Trừ được phân công giữ trọng trách là đội trưởng trinh sát cùng với cán bộ chiến sĩ trong đội, Thượng úy Trừ thường xuyên tăng cường cơ sở, quản lý chặt địa bàn, bám chắc đối tượng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ xấu. Đồng thời vận động người dân không vượt biên trái phép, giữ vững tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. Chính vì thế mà thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn xã biên giới Xín Thầu nhiều năm qua luôn được củng cố, vững chắc. Đối với bản thân là sau khi được đào tập qua trường học viện biên phòng và được điều động về công tác nơi mình sinh ra và lớn lên bản thân là rất vi dự để phục vụ cho quê nhà tướng đạo đức Hồ Chí Minh là k chín năm cho một hành động đối với cán bộ chiến sĩ biên phòng không chỉ riêng tôi và sau khi ra trường bản thân về địa phương là nghe là hiểu, hiểu tiến nối và phong tục tập quán địa phương để tuyên truyền cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng và để cùng nhau phát triển kinh tế xã hội và giữ bình yên ở khu vực biên giới. Còn với Thượng úy Thảo A Sình, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng Sipa Phìn, có hơn 3 năm gắn bó với bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Đậm Pồ. Với nhiệm vụ được phân công phụ trách công tác vận động quần chúng tại ba xã biên giới Sipa Phìn, fin, Phìn Hồ và Trà Nưa, Thượng úy Sinh đã phối hợp với các tổ, đội công tác khác của đơn vị xây dựng kế hoạch bám nắm địa bàn, nhất là những bản sát biên giới, bản xa trung tâm xã. Thượng úy Sinh đã thường xuyên gắn bó với dân, luôn coi đồng bào như người thân ruột thịt. Anh đã tích cực vận động bà con không nghe theo kẻ xấu, không di dịch cư tự do, vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn trật tự thôn bản, phòng chống tệ nạn xã hội tham mưu cho chính quyền xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các phong trào thi đua, nhất là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tôi là một người sĩ quan trẻ vừa ra trường thì việc học tập theo chỉ thị không năng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh à, hàng tuần chúng tôi đều xây dựng kế hoạch đi địa bàn là ở trực tiếp địa bàn một tuần sau đó về tổng hợp báo cáo tình hình với chỉ huy cùng với đấy là số nhà dân là chúng tôi ở trực tiếp ở nhà dân tuần khoảng uh, từ 1 từ 3 đến 4 thôn ở một nhà sau chúng tôi lại chuyện sang nhà khác thì ở và sang bản khác để tiếp tục công tác cùng với đấy là tích cực học tập về uh, ngôn ngữ của bà con cũng như phong tục của bà con trên địa bàn để hiểu hơn về cuộc sống cũng như là phong tục tập quán của bà con trên địa bàn để góp phần nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng trên địa bàn, góp phần giữ chính trị, an toàn xã hội địa bàn khu biên giới. Các đơn vị trong lực lượng đã tập trung vào việc khó, việc mới và khắc phục khâu yếu, những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan đơn vị, tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống từ đó xây dựng bộ đội biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Hàng năm thì đảng ủy ban chỉ đơn vị cũng uh, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đơn vị, nhất là đảng viên đăng ký tham gia chỉ, uh, cam kết về uh, tu dưỡng, rèn luyện và theo, làm theo tấm gương của bác. Và trong uh, quá trình đó thì uh, Quá trình thì nhiệm vụ thì đảng ban chỉ huy đơn vị là luôn bám sát cái sự thực hiện nhiệm vụ của các anh chị là đảng viên và trong một, mỗi năm thì đơn vị cũng có tổ chức sơ kết và trong dịp phân tích chất lượng đảng viên thì cũng gắn liền với quá trình thì nhiệm vụ và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các anh chị cũng gắn liền với việc thực hiện được cái chỉ thị không năm. Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bộ đội biên phòng tỉnh đã dần đi vào nền nếp và có chiều sâu, xuất hiện nhiều việc làm mô hình tiêu biểu. Nhiều cơ quan đơn vị trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo bác khá hiệu quả. Cụ thể như cuộc vận động, mái ấm cho người nghèo nơi biên giới đã giúp sửa chữa và làm mới hơn 280 căn nhà, tổ chức hơn 9.100 ngày công giúp dân lao động sản xuất, giúp 240 hộ gia đình xóa đói giảm nghèo, đồng thời tích cực ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa ngày vì người nghèo trị giá trên 2,2 tỷ đồng, tặng hơn 9.100 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo các xã biên giới trị giá gần 4 tỷ đồng khám chữa bệnh cho 44.600 lượt người, cấp thuốc miễn phí tổng trị giá 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, các đồn biên phòng nhận đỡ đầu 103 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng. Để thực hiện tốt cái chỉ thị 05 của bốn chị, thì các ủy chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 05 của bốn trị, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân đơn vị thấy được ý nghĩa và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cái thứ hai là trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã gắn cái chỉ thị 05 với cái nghị quyết chung 4 khóa 12 đã góp phần làm chuyển biến những khâu yếu mặt yếu của đơn vị giúp cho cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ cái ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ thị 05 và góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, đạo đức, lối sống, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên. đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Bộ đội biên phòng đã từng bước khắc phục được các mặt còn hạn chế, tạo ra được sự chuyển biến tiến bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.